Quý vị thân mến, bà Phương Hằng bị bắt vì tội 331 bất ngờ và vô cùng thất vọng. Thưa quý vị, như chúng ta cũng đã biết, vào tối ngày hôm qua, một thông tin chấn động mạng xã hội chính là quyết định khởi tố và tạm giam đối với ba chủ đại nam Nguyễn Phương Hằng. Như báo đã đưa tin, bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt về tội 331, cụ thể báo đã viết như sau. Bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, vừa bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân theo điều 331 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Mà cụ thể hơn, theo cơ quan điều tra, Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phẩm danh dự, nhân phẩm của người khác. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, với những thông tin đã được công bố, bà Nguyễn Phương Hằng bị kết tội 331 vì đã đấu tố trên mạng xã hội với những cá nhân đã có những mờ ám không minh bạch trong việc kêu gọi từ thiện, cái giá thần y để chữa bệnh, và những cá nhân không quen biết chủ động tấn công bôi nhọ bà trước. Rất nhiều đơn thư được gửi đến cơ quan chức năng tố cáo. Những cá nhân trên và một số trong đó được công bố giải quyết, còn một số thì vẫn chưa giải quyết hoặc là quá thời hạn mà chưa trả lời. Từ một người lên tiếng vạch trần và tố giác tội phạm, bây giờ bà trở thành tội phạm. Tất cả những cá nhân bị nghi ngờ thì hoàn toàn được công bố trong sạch. Có lẽ 1.000 năm mới có một người dám lên tiếng, tố giác công khai, vào đối đầu trực diện với hàng loạt thế lực như bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu bà sợ tù tội, sợ tiếng ác, có lẽ bà đã không khuấy động mạng xã hội trong thời gian dài vừa qua. Bởi không ít lần bà được cảnh báo, bà đã nói chấp nhận hết, coi như Phương Hằng tôi hy sinh cho nhân dân, cho mọi người nhìn ra được cái thối nát trong xã hội này. Phương Hằng cũng là con người, cũng có những lúc đúng lúc sai, nhưng chỉ ít riêng trong drama này, vì mục đích nào đi chăng nữa, hậu quả vẫn là bà chịu hết. Riêng chúng ta chỉ có được mà thôi. Ai mến hay không mến bà ấy, sự thật là những cá nhân ăn chặn, lừa đảo bị vạch trần, nhận thức chung của mọi người được tăng lên. Đặc biệt là bà đã hạn chế để quyền tự cao tự đại của một số nghệ sĩ tự coi mình là ông hoàng bà chúa, cái lợi thuộc về khán giả. Chúng tôi tìm hiểu và cũng xem cả khá nhiều về các thông tin mà các bên đưa ra để phản biện, có cái đúng có cái sai. Tuy nhiên, theo nhận định của mình, chúng tôi vẫn thích những lợi ích mà bà Phương Hằng đã tạo ra khi dám đứng ra tố cáo nhiều việc trong thời gian qua đối với các cá nhân mà chúng tôi đã từng chỉ trích và đặt ra những nghi vấn. Và đến bây giờ chúng tôi vẫn trọn vẹn cảm nhận ấy nhé. Như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên, Đại Nghĩa, mẹ của Hồ Ngọc Hà, Đức Hiển, Hàn Ni, hay các YouTuber như Phan Phong, Thám Tử Cao. Bà Phương Hằng bị bắt không có nghĩa là họ được rửa sạch mọi vết nhơ, bởi vết nhơ ấy nó nằm trong người họ. Bà Hằng chỉ có công chỉ cho người ta thấy, chứ có phải tạo ra vết nhơ ấy đâu, đúng không mọi người? Thời gian gần đây khi livestream, bà Phương Hằng đã khá nhiều lần để cảm xúc vượt qua lý trí và phát ngôn vượt qua ranh giới của pháp luật, đặc biệt là đụng chạm đến những nhân vật không nên đụng chạm. Chúng tôi thật sự rất e ngại cho bà Phương Hằng, nhưng rất nhiều lần chúng tôi đã nêu quan điểm. Ước gì bà Phương Hằng có thể tiết chế hơn cảm xúc của mình để không bị đả kích hay vượt ra ranh giới pháp luật. Nhưng có lẽ niềm tin cạn kiệt, thất vọng nhiều điều khiến cho bà lai trong cơn say và đã có những lời nói không nên nói ra. Và chúng ta đang sống trong đất nước Việt Nam và cần phải tôn trọng quy định của pháp luật nếu không muốn điều không hay sẽ xảy ra. Nhưng bà Phương Hằng đã chọn lựa một lối đi quá mạo hiểm. Ai cũng có một lần để sống. Tôi sẽ sống sao cho đáng 50 tuổi rồi. Tôi còn mong muốn điều gì nữa đây? Tôi sẽ chiến đấu đến cùng, nếu bị ép quá tôi sẽ chết đi. Chỉ cần sống trong lòng công chúng là được. Dù ai có mỉa mai cười nhạo chế giễu bà Phương Hằng, nhưng kênh Bình Luận News vẫn cảm ơn những đấu tranh trong suốt một năm vừa qua của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng kết quả thực sự có ảnh hưởng xã hội, thay đổi dân trí rất nhiều. Tất cả những ai xuất hiện trong cuộc đời mình đều mang lại cho mình những bài học quý giá. Bạn đã học được điều gì qua drama này và bạn đã học được gì sau drama này? Bài học đó chính là từ bà Nguyễn Phương Hằng đã mang lại kết quả của ngày hôm nay. Đến với Nguyễn Phương Hằng, nó sẽ thật sự thức tỉnh rất nhiều người. Mỗi người sẽ có những cảm nhận và nạp hiểu biết thêm cho mình. Kẻ thù và tội đồ của phe này sẽ là anh hùng của phe kia. Thắng làm vua, thua làm giặc. Cái đúng thuộc về kẻ mình. Kính thưa quý vị, nguyên phó giám đốc VOV lắc đầu ngao ngán trước tình trạng trên nóng dưới nguội đối với hoạt động báo chí. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, từ vụ việc những người đàn bà gây chuyện với nhau vì không ưa nhìn xảy ra giữa Hàn Ni và bốn người hàng xóm đã khiến báo chí vào cuộc,
nâng lên thành một vụ án trọng án kinh thiên động địa, chấn động cả nước. Hết Pháp Luật Online của anh phó tổng biên tập Nguyễn Đức Hiển, đến tờ báo Tuổi Trẻ và mới đây lại là tờ báo Thanh Niên. Ba tờ báo nổi cộm nhất trong drama của bà Phương Hằng. Câu chuyện của một YouTuber giờ, một nhà báo, một luật sư biên chất bị vỗ mặt đã được báo chí nâng lên ngang hàng với những vụ trọng án như vụ Việt Á, Nam Cam, ngày xưa quá gây gớm phải không quý vị? Đây là do báo chí làm quá hay là do tính chất vụ việc nghiêm trọng? Ách hẳn quý vị cũng đã rõ. Có vẻ như sau khi Trung ương ra hàng loạt văn bản chấn chỉnh báo chí đối với phía Nam này, thì có cũng như không, mà có như không thì không cần có, nên đâu vẫn vào đấy, chẳng thấy chút gì thay đổi. Vì vậy mới đây bác Nguyễn Trọng Huân, nhà báo nguyên phó giám đốc VOV, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội đã ngao ngán bình luận rằng rất có thể những văn bản Trung ương ra cũng vô ích, mất cả chi lẫn chài. Nội dung chia sẻ của vị nhà báo chân chính này như sau. Trong thời gian vừa qua có thể có nhiều văn bản cấp trên ban hành lại rơi vào tình trạng trên nóng dưới lạnh, trên xoay sụp dưới lạnh như tảng băng. Nên cụ thể về một văn bản phát hành gần đây, ngày 26 tháng 1 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ra văn bản số 4854 chấn chỉnh tình trạng lợi dụng doanh nghiệp, báo chí bị sách nhiễu hoạt động trái pháp luật. Và tính tới nay văn bản này được phát hành được 4 tháng rồi, mới đây Sở Thông tin và Truyền thông lại ra văn bản tiếp số 844, kiểu như phiên bản cụ thể hóa để cấp dưới thực hiện văn bản trước đó, với nội dung tăng cường rà soát, chấn chỉnh xử lý vi phạm trong hoạt động của báo chí. Dân gian có câu, đá ném ao bèo, tức là ao kín bèo, đá ném xuống, đám bèo dạt ra xung quanh, rồi sau đó bèo tụ lại. Tức là đâu lại hoàn đáy, vẫn y nguyên và cấp trên mất cả hòn đá lẫn công ném đá. Vậy những văn bản trên có rơi vào tình trạng đá ném ao bèo hay không? Nên cụ thể vào các khu vực thành phố Hồ Chí Minh, một địa bàn có số lượng báo chí rất là đông và hoạt động nhộn nhịp gồm cả báo viết, báo nói và báo hình, không phải bỗng nhiên Bộ Thông tin và Truyền thông ra văn bản kể trên. Bởi lẽ tất nhiên là phải có tình trạng, tức là nhà báo và báo chí nào đó đã sách nhiễu thành cơ sở ngẫu nhiên hay là hữu ý khi văn bản ban hành, khi drama của nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng diễn ra. Và cũng không chỉ riêng văn bản này, trong nhịp drama diễn ra có tới đôi ba văn bản nội dung khá trùng hợp với nội dung mà bà Phương Hằng phát ngôn, như chính phủ bổ sung về đề nghị kêu gọi từ thiện, rồi Bộ Văn hóa Du lịch Thể thao ra quy tắc ứng xử của các nghệ sĩ và văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông kể trên. Vậy hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai ra sao và kết quả như thế nào? Việc kiểm tra và thực hiện văn bản trên thực sự quá đơn giản. Có thể xem xét điều tra báo chí xung quanh các thông tin báo chí nêu quanh drama của CEO Nguyễn Phương Hằng. Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh có thể xem xét rà soát mấy vụ sau. Cuộc đối chất của CEO Nguyễn Phương Hằng và lăng băm Võ Hoàng Yên tại cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu báo chí đã đăng tin sai và đăng nhầm vụ việc này và sau đó không thấy đính chính xin lỗi? Báo chí nào đã đăng tin cơ quan công an cung cấp hay là báo chí tự nghĩ ra rồi viết ra vậy? Xin nêu tiếp vụ báo chí thông tin vị nhà báo bị hình dung tại phiên tòa tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xử một kẻ tống tiền. Vậy tấm hình nào báo chí đăng đó là nhà báo bị hình dung, thuộc về nhà báo nào, họ tên gì, số thẻ nhà báo là bao nhiêu? Và gần đây nhất thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh của CEO Nguyễn Phương Hằng, báo chí đã đăng. Vậy thông tin ấy do công an tỉnh nào cung cấp? Có phải là công an tỉnh Bình Dương cung cấp như báo Pháp Luật Online của anh phó tổng biên tập Nguyễn Đức Hiển đã lên bài hay không? Và có lẽ chỉ qua ba vụ việc tạm nêu ra, chúng ta có thể rút ra bằng phải chăng báo chí, nhà báo đã phạm luật sách nhiễu cơ sở, đăng tin sai sự thật, như văn bản Bộ Thông tin Truyền thông đã yêu cầu, cần phải chính chỉnh và rà soát chăng? Xin có lời bình để kết thúc khéo đá ném ao bèo.